Chào các bạn, clip trước thì mình đã hướng dẫn các bạn xuất dưới dạng PDF rồi. Thì clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn xuất dưới dạng định dạng ảnh. Ví dụ như các bạn có thể xuất những bức ảnh 3D này thành những bức ảnh đó để các bạn gửi cho chủ đầu tư. Hoặc là các bạn cũng có thể xuất những cái như là bản vẽ cũng được, không vấn đề gì cả. Những ít khi chúng ta xuất bản vẽ dưới dạng ảnh, và thường chúng ta xuất những cái bản hình ảnh như này này, đó dưới dạng hình ảnh. Được chưa? Thì để xuất ảnh thì rất là dễ, các bạn vào File, các bạn vào Export và các bạn kích xuống như này này. Chọn cho mình cái là image. Được chưa? Rồi. Sau đó rồi các bạn dẫn đường lưu đến nơi các bạn lưu. Ví dụ mình lưu export, tạo folder mới nhá, đặt tên là image chẳng hạn. Rồi, lưu vào này, save này. Ở đây thì cái bước số 1 là các bạn chọn nơi lưu này. Bước số 2 là các bạn chọn những bức ảnh các bạn muốn xuất, các bạn chọn vào đây, select này. Select. Và các bạn bỏ sheet nó đi. Các bạn chọn mỗi view thôi thì các bạn thấy chúng ta có những view đây. Bối cảnh này này. Đó, chọn ba cái này. Và các bạn có thể xếp nó lại, xếp S lại, là tên đây là image hoặc là 3D chẳng hạn. Ok. Rồi. Sau rồi nó sẽ hỏi các bạn là các bạn muốn xuất chất lượng như thế nào. Số 1 là các bạn có thể quy định được cái kích thước hình ảnh. Ví dụ các bạn muốn bức ảnh chúng ta nó có pixel bao nhiêu đấy. Pixel càng to thì bức ảnh càng nét. Ví dụ các bạn có thể chọn là 1000 này. Đó. Và nó sẽ hỏi các bạn là 1000 này nó sẽ quy theo cái chiều nào của bức ảnh. Ví dụ theo chiều dọc thì vertical, mà horizon là chiều ngang, tức là cái chiều ngang hay chiều dọc của bức ảnh nó sẽ có pixel 1000. Ví dụ như mình cho là horizon là chiều ngang chẳng hạn. Được chưa? Rồi. Hoặc là các bạn có thể chọn chế độ zoom to. Zoom to thì nó sẽ dựa theo kích thước bức ảnh của chúng ta để nó zoom. Hoặc các bạn có thể chọn horizon cũng được. Sau rồi thì các bạn sẽ chọn như là định dạng là JPEG này. Ví dụ các bạn chọn càng phía xuống với nơi càng nặng, các bạn chỉ cần chọn JPEG là được rồi. JPEG này. Đó, được chưa? Rồi các bạn chọn OK này. Nó sẽ chạy trong giây lát. Rồi, mình vào folder mình đây. À, ở đây mình hình như là mình quên mình chọn cả bản vẽ rồi. Đây, các bạn thấy này, đây bức ảnh chúng ta. Và các bạn sẽ thấy phần thông tin này nhá. Đây 1000 đây này. Thấy chưa? 1000 theo chiều rộng nhưng chiều cao. Thì các bạn có thể xuất ra được. Đó. Được chưa? Nói chung là cũng khá là nét đấy. Cái bản vẽ thì tất nhiên nó không nét rồi. Bản vẽ A3 mà. A3 1000 pixel sao mà nét được. Nhưng bức ảnh này các bạn thấy khá là nét này. Đó, zoom như này vẫn như thế này là rất là nét rồi. Còn nếu các bạn nào có thể các bạn muốn xuất chất lượng thật là cao ấy, các bạn có thể thấy này. Những cái bức ảnh này nó sẽ có cái scope và có kích thước đây này. Được chưa? Thì khi bạn xuất theo các chế độ khác thì các bạn vào File, Export, Image. Mình select này. Mình chọn mỗi 3D thôi nhé. Save lại. Rồi. Thế các bạn cần thể chọn chế độ Zoom to thì các bạn zoom 100% này. Đó. Thì cái này nó có thể có cái thiết lập, đó là thiết lập độ phân giải. Cái này gọi là DPI. Các bạn càng cao càng nét, các bạn hiểu đến lượng 150 này. Thì bạn chọn cái điện zoom này nhé. Đó. Zoom này 100% tức là nó sẽ dùng cái kích thước bức ảnh lúc nãy. Các bạn có thấy lúc nãy nó có 200mm gì không? Các bạn chọn OK này. Ở đây nó bảo ghi đè thì mình kêu Yes ghi đè. Rồi các bạn thấy này. Đó, đây là bức ảnh mới của chúng ta. Nó sẽ nét hơn các bạn cho pixel cao lên, cho cái DPI nó cao lên và kích thước bức ảnh nó cao lên thì nó rất là nét. Được chưa? Thì như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn xuất các cái file dữ liệu của dự án dưới định dạng là bức ảnh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.